7 năm qua, bà Nguyễn Thị On ở khu phố 1, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tranh chấp quyền sử dụng đất đối với người bà con trong dòng họ là ông Phạm Văn Bình. Mặc dù vụ án đã được tòa án các cấp giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa đồng tình. Theo trình bày của ông Lê Văn Hòa và bà Lê Thị Môi là con của bà Nguyễn Thị On, gia đình đang tranh chấp phần đất có diện tích 1.046,8 m², có nguồn gốc của bà Phạm Thị Đỗ đã chết, là bà nội ruột của ông Lê Văn Sánh. Ông Sánh là chồng của bà On. Lúc sinh thời, bà Đỗ cư trú và sinh sống trên phần đất đang tranh chấp tại phường Phú Mỹ. Năm 1947, bà Đỗ chết. Ông Được là con ruột của bà Đỗ tiếp tục quản lý và sử dụng. Năm 1965, ông Được chết. Ông Sánh là con ruột của ông Được tiếp tục quản lý và sử dụng. Sau khi ông Sánh chết thì bà On là vợ của ông Sánh quản lý và sử dụng. Trong quá trình sử dụng đất từ thời ông Được cho đến bà On đều thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất cho nhà nước đầy đủ. Tất cả đều được thể hiện căn nhà ngày càng xuống cấp, những dấu tích công việc của ông bà vẫn còn hiện hữu ở thửa đất này. Tôi cũng từ nhỏ sống ở trên mảnh đất này, thì nay là 61 tuổi, tôi cũng nhìn thấy là đất của ông bà đồ để lại ở đây, ông nội, ông bà cố ông nội tới giờ, thì tôi cũng thấy mình sống với ba nha, là hiện trường từ hồi đó giờ vậy, nhưng mà giờ xảy ra mà để tranh chấp như vậy thì trong lòng tôi rất là buồn. Đến giờ tôi muốn bên nhà tòa án tối cao cũng xem xét lại để xử cho má tôi, bà được có cái quyền lợi để sau này bà có nhắm mắt, bà cũng yên lòng. Cả gia đình bà On đều sinh sống ổn định trên phần đất của ông bà để lại từ ngày đó đến giờ. Tuy nhiên, ông nội, cha và chồng bà On chưa đăng ký quyền sử dụng đất. Đến năm 2014, do căn nhà quá xuống cấp nên bà On có ý định sửa nhà thì ông Phạm Văn Bình ngăn cản. Và lúc này bà On mới biết được thửa đất mình đang sinh sống đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cha ông mình. Ông Bình cho biết phần đất tranh chấp có diện tích hơn 1.046,8 m², nằm trong tổng diện tích đất 13.570 m², tọa lạc tại khu phố 1, phường Phú Mỹ, được ông Phạm Văn Ưa đăng ký vào năm 1983, theo giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất số 107 ngày 3 tháng 11 năm 1983. Đến ngày 8 tháng 10 năm 1990, ông Ưa có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi thẩm tra hồ sơ, ngày 18 tháng 8 năm 1993, Ủy ban Nhân dân thị xã Thủ Dầu Một cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ưa, diện tích 13.570 m². Ngày 28 tháng 5 năm 1998, ông Ưa làm đơn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ sổ trắng sang sổ đỏ chính quy. Đến ngày 30 tháng 11 năm 1998, Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỹ xét duyệt chấp thuận, và ngày 14 tháng 5 năm 1999, Ủy ban Nhân dân thị xã Thủ Dầu Một cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ưa với diện tích 16.183 m², tăng 2.613 m² so với diện tích được cấp năm 1993. Nguyên nhân do ông Ưa nhận chuyển nhượng thêm của bà Lê Thị Tính vào năm 1989. Sau khi ông Ưa qua đời, anh chị em ông Minh phân chia di sản thừa kế. Theo đó, ông Minh được hưởng thửa đất có diện tích 1.868 m², bà Thua được hưởng thửa đất có diện tích 498 m², bà Thích được hưởng thửa đất có diện tích 230 m². Sau khi biết ông Ưa đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất hơn 1.046,8 m² và hiện các con ông đã phân chia tài sản thừa kế, khiến gia đình bà On bức xúc khởi kiện đến tòa án các cấp để giải quyết. Tôi thấy thì như giờ thì ở tòa án sơ thẩm, phúc thẩm và cấp cao thì cũng để toàn bộ tài sản cho mình, thấy cũng không hài lòng, nhưng mà sau qua việc tòa giám đốc thẩm tối cao thì lấy toàn bộ cái nhà của mình, mấy xung quanh rồi mình hết, trừ mình lại có miếng, thì thấy nó chưa có hợp lý lắm. Tại vì nguồn gốc thì của ông bà chung, chứ không phải là của riêng một mình ai. Cho nên thì cũng mong làm sao giám đốc tối cao xem xét để giữ nguyên cái hiện tượng của nhà mình vậy. Thì mỗi nhà thì nó có một cái phần riêng nhau, chứ không phải là chung trả gì.
Sau khi khởi kiện đến tòa, ngày 20 tháng 2 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã quyết định chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị On đối với bị đơn ông Phạm Văn Minh, bà Phạm Thị Thua và bà Phạm Thị Thích về việc tranh chấp quyền sử dụng đất. Bản án quyết định công nhận cho bà On được quyền quản lý sử dụng phần đất có diện tích 422,5 m². Trên đất có các tài sản bao gồm một căn nhà cấp 4 mái ngói, một phần nhà tạm, một nhà vệ sinh cùng các cây trái gắn liền trên đất thuộc một phần thửa số 1088 tọa lạc tại khu phố 1, phường Phú Mỹ. Không đồng tình với bản án của Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, bà On đã kháng cáo đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương và Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2017 đến năm 2021, các bản án xét xử phúc thẩm và giám đốc thẩm đều công nhận cho bà Nguyễn Thị On được quyền quản lý sử dụng phần đất có diện tích 1.046 m². Tuy nhiên, đến ngày 26 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm số 47 năm 2021, ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo đó, quyết định kháng nghị đối với bản án dân sự phúc thẩm số 47 năm 2021, ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị On với bị đơn là ông Phạm Văn Bình và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án dân sự sơ thẩm, phúc thẩm và quyết định giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 17/2017 ngày 20 tháng 2 năm 2017 của Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, đồng thời tạm đình chỉ thi hành bản án dân sự phúc thẩm số 47 năm 2021 ngày 10 tháng 3 năm 2021 cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Qua xem xét cái đơn của bà Nguyễn Thị On đã gửi về cho chương trình thì chúng tôi nhận thấy đây là một cái tranh chấp về quyền sử dụng đất. Thì theo quy định tại điều 203 của Luật Đất đai thì cái tranh chấp này thuộc cái thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân. Hồ sơ vụ án đã thể hiện cái vụ tranh chấp này đã trải qua nhiều cấp xét xử. Thì được biết là trong tháng 2 năm 2024 thì chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã có cái quyết định về việc kháng nghị giám đốc thẩm đối với các cái bản án này. Đó thì nghiên cứu hồ sơ thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái vụ tranh chấp tương đối phức tạp, diễn ra cái thời gian khá dài. Thì các cái đương sự trong vụ án thì cũng rất là nhiều. Đó thì theo quy định tại điều 90 đến 92 của Bộ luật tố tụng dân sự thì trong cái tranh chấp dân sự đó thì các bên phải có cái nghĩa vụ cung cấp các tài liệu chứng cứ để chứng minh cho cái nguồn gốc cũng như cái quá trình quản lý sử dụng của mình đối với cái phần đất có tranh chấp. Ngoài ra thì trong quá trình giải quyết thì tòa án cũng có thể là trưng cầu ý kiến của các cái cơ quan chuyên môn quản lý về đất đai để xác định xem cái nguồn gốc, cái quá trình quản lý sử dụng của các bên như thế nào để từ đó có cái kết quả giải quyết cho nó đúng, phù hợp với quy định pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của các bên. Thì trong vụ án này nếu mà bà On cho rằng cái quyền cũng như là cái lợi ích của mình mà có ảnh hưởng đó thì bà có thể là gửi đơn cũng như cung cấp các cái hồ sơ tài liệu đến các cái cơ quan xét xử để coi như các cơ quan này xem xét trong cái quá trình giải quyết đối với vụ việc này. Sau khi nhận được quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, gia đình bà On không đồng tình và mong muốn Tòa án Nhân dân tối cao xem xét giải quyết vụ án tranh chấp một cách thấu tình, đạt lý quá trình sử dụng đất do ông bà để lại mấy chục năm qua và gia đình chưa di chuyển đến nơi ở nào khác.